Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ chọn màu cho tôi cho bức tranh của mình các bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin được like lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.